Vượt qua được nhóm sắc màu và các đối thủ khác để được vào công ty Big Lion, nhóm Superstar vô cùng hả hê. Trái lại, nhóm sắc màu dường như mất hết ý chí và động lực để tiếp tục con đường của mình. Thế nhưng nhờ vào bản lĩnh của Kim và món quà bất ngờ từ mẹ của Lizzie, các cô gái của chúng ta lại tự tin và vui vẻ trở lại để tiếp tục bước trên con đường đi đến sự thành công. Gin thì cuối cùng đã chính thức tỏ tình với Kim, nhưng vì quá lo lắng nên đã không cho Kim nói ra câu trả lời của mình. Song song đó, Đồng Đồng bỗng dưng nhận được cuộc hẹn gặp đặc biệt từ công ty Big Lion. Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Mời các bạn đón xem tập 34. Ra là anh đã tìm thấy được con mồi mới rồi hả Ken? Nhưng Mirai bây giờ sẽ không để yên cho anh, muốn tự tung tự tác thế nào cũng được đâu. Anh Ken! Sao ở đây Mirai? Anh Ken! Chuyện gì đây? Cô gái này là ai vậy? Đồng Đồng nè, bà có quyết định như thế nào á thì tôi cũng luôn ủng hộ bà mà. Đầu tư vào con bé Đông Đông á là sai lầm. Tôi nói chú nghe, một người mà mình có thể lợi dụng được, ngại gì mình không tỉ, đúng không? Dạ em chào anh nè. Chào em. Anh xin tự giới thiệu, anh là Ly Hưng, giám đốc công ty giải trí truyền thông Big Lion. Anh có một lời đề nghị rất là tốt dành cho em. Ok. Không biết là lời đề nghị gì vậy ạ? Anh có nghe nói là thời gian vừa qua em có tham gia một cuộc thi Got Talent do công ty anh tổ chức đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà em không đậu à. Anh biết, tất cả những cuộc thi nào đều có những cái quy chế riêng của nó. Nhóm của em làm rất là tốt, nhưng rất tiếc có những người làm tốt hơn em. Có chuyện nói chuyện rất bình thường. Chính vì vậy mà hôm nay anh gặp em á, để đưa ra một cái lời đề nghị hơi táo bạo một chút. Đó là em có đồng ý gia nhập vô nhóm nhạc ngôi sao mới của tụi anh đào tạo không? Gia nhập là sao ạ? Là cơ hội dành cho em đó. Em không hiểu à? Anh đã thấy được một tiềm năng rất lớn trong con người của em, cho nên đích thân anh mời em nè. Nếu như em đồng ý, em sẽ là thành viên phút chót của nhóm nhạc do anh đào tạo. Ok. Vậy là cả nhóm sắc màu của bọn em đều được chọn hả? Không, mình em thôi. Chỉ mình em à? Đúng, em biết đó, cái cơ hội tốt đâu thể nào san sẻ cho nhiều người được. Nhưng trước giờ em luôn làm việc với nhóm mà. Thì sao? Bây giờ em vẫn làm việc nhóm. Nhưng em nên nhớ rằng nếu như bây giờ em đồng ý thì em sẽ làm việc với cái nhóm này là cái nhóm cao cấp hơn. Đây là cái nhóm dành cho những người chiến thắng, những người chiến thắng trong cuộc thi vừa rồi. Tốt cho em chứ. Thôi được rồi, em cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nhưng anh chỉ muốn em hiểu rằng là công ty anh lúc nào cũng sẵn sàng chào đón em, và lúc nào cũng dành cho em một cơ hội cực lớn. Anh rất trân trọng cái tài năng của em, ok? Dễ thương quá à. Ra là anh đã tìm thấy được con mồi mới rồi hả Ken? Nhưng Mirai bây giờ sẽ không để yên cho anh, muốn tự tung tự tác thế nào cũng được đâu. Anh nói ngoài khoe nha, nếu mà xếp những người chung tình trong cái trường này, anh mà đứng thứ hai sao không có ai đứng thứ anh nhất Ken. Đâu. Mirai sao em ở đây? Thì em tới tìm anh chứ làm sao. Anh đi chơi với em gái hả? Ôi hai người nhìn thân thiết quá à. Em nói cái gì vậy Mirai? Sao vậy? Sao anh la em? À, tối nay á, tụi mình đi chơi nha. Mà em suy nghĩ lại rồi, em biết á, anh không có thích đi trà sữa hay đi gấp thú bông nữa. Thì tối nay tụi mình tới cái chỗ cũ mà tụi mình hay đi á. Chỗ cũ là chỗ nào, em nói cái gì vậy? Thì đi ba đó anh. Không phải anh thích mấy chỗ người lớn sao? Lúc trước á, anh có nói là mới quen á thì phải hẹn hò trong sáng, như ngồi ghế đá nói chuyện vậy nè. Rồi sau đó
tụi mình phải vô mấy chỗ tối tối hơn chứ. Anh Ken, chuyện gì đây? Cô gái này là ai vậy? Chắc là nhầm người gì đó. Ra em thôi đi. Anh Ken, anh sao vậy? Sao anh la em? Mới mấy bữa trước á, tụi mình còn vui vẻ với nhau mà. Em còn hình chụp của hai đứa mình luôn á, anh coi nè. À, chắc là do em hết tiền cho anh nên anh mới giận với em hả? À, ba mẹ mới gửi tiền á, để em về em lấy tiền cho anh nha. Nói chuyện nãy giờ mà em quên giới thiệu rồi. Chào bạn, mình là Mirai, là bạn gái của anh Ken á. Chắc bạn là em gái của anh Ken phải không? Anh có nhiều em gái ghê á, mà mỗi người mỗi nét luôn ha. Hay ghê á. À thôi, em gái của anh Ken ơi, trả điện thoại cho mình đi. Anh nhớ tối nay tới chỗ cũ nha, rồi em đưa tiền cho anh. Bye bye hai người nha. Tôi hiểu rồi. Thì ra là anh bắt cá hai tay. Không những vậy, còn là một tên đầu mỏ chuyên nghiệp. Lan ơi Lan, em phải nghe anh giải thích chứ. Con bé nó bị điên đó. Hồi xưa nó tán anh nhưng mà tán không được, cho nên là bây giờ mới tìm cách phá hai đứa mình. Anh càng nói thì càng lòi cái đuôi nói láo ra đó. Anh nói thì sao? Anh nói cô ta theo đuổi anh hả? Đúng. Vậy chứ mấy tấm hình tình tướng của hai người đã đâu ra? Thì nó ghép. Thôi đi anh Ken. Bộ anh tưởng tôi không biết tiếng xấu của anh hả? Tôi biết hết á. Nhưng mà tôi tin anh. Nếu tôi bỏ qua hết, tôi đâu có tin người ta. Xong rồi giờ sao? Anh lừa tôi luôn. Giờ tôi mới biết là tôi tin lầm người rồi đó. Anh quen tôi lại đã lợi dụng hết đúng không? Không hề. Anh yêu em mà Lan. Đừng bao giờ đụng cái bàn tay dơ bẩn của anh vào người tôi nữa. Và cũng đừng bao giờ tới tìm tôi nữa nha. À quên. Còn nữa, tôi cho anh thời hạn 3 ngày tìm cách để trả lại tất cả số tiền mà anh đã mượn của tôi. Lan, em phải nghe anh giải thích chứ sao em nữa. Thay vì mà anh cứ phải tốn thời gian gọi tên tôi á, thì anh suy nghĩ cách đi. Nghĩ cách làm sao kiếm tiền trả cho tôi đi. Còn không thì 3 ngày nữa tôi sẽ nói với anh hai tôi. Tới lúc đó không chắc tay chân anh còn lành lặn đâu ha. Trời ơi, con bé Mirai bị gì vậy trời? Mà 3 ngày nữa làm sao có tiền đây Ken ơi, là Ken. Yeah! Chúc mừng nhóm sắc màu của chúng ta đã nhận được nút bạc của YouTube. Bọn mình đã đạt được 100.000 lượt theo dõi. Và clip cao nhất của bọn mình á thì cũng được 3 triệu view. Ủa, nhưng mà cái nút bạc đó ra sao vậy? Mọi người có thể cho tôi xem được không? Hôm nay á, tụi mình chỉ nhận được thông báo thôi. Chừng nào nhận được nút bạc ở trên tay thì tụi mình sẽ làm một bữa ra trò nha. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Nhóm mình cũng tài năng mà ta. Chẳng mấy chốc mà nhận được nút vàng của YouTube nữa. Tôi á có cảm giác như tụi mình là vận động viên mà nhận được huy chương á. Thôi đi mấy bà ơi, bớt mơ mộng lại. Việc bây giờ là phải ra clip đều đặn, mà nội dung thì phải tốt hơn nhiều, chứ không là tụt view đó. Vậy thì tụi mình nhất định phải chăm chỉ hơn rồi. Tôi cũng sẽ dành nhiều thời gian để quay clip chung với mọi người. Đông Đông cũng vậy nha. Sao Đông Đông buồn vậy? Mà có chuyện gì hả? Xin lỗi mấy bà nha. Thật ra hôm nay tôi có một chuyện muốn nói với mấy bà. Chuyện là hôm qua công ty Big Lion có liên lạc với tôi để trao đổi một số việc. Công ty Big Lion gọi cho ba? Họ nói gì? Họ... Nhưng em nên nhớ rằng nếu như bây giờ em đồng ý thì em sẽ làm việc với cái nhóm này là cái nhóm cao cấp hơn. Đây là cái nhóm dành cho những người chiến thắng, những người chiến thắng trong cuộc thi vừa rồi. Tốt cho em chứ. Bà nói gì? Tụi mình rớt rồi mà, sao Đông Đông lại được chọn? Rồi bà nói với người ta làm sao?
tôi cũng chưa biết phải nói gì, cho nên là hôm nay tôi mới muốn hỏi ý kiến của mấy bà nè. Tâm Đông nè, bà nhớ cô nói gì không? Tụi mình phải vào công ty thì mới được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp. Nên bây giờ bà có quyết định như thế nào á thì tôi cũng luôn ủng hộ bà mà. Đúng rồi đó. Dù cho bà có quyết định như thế nào thì bọn tôi cũng sẽ tôn trọng ý kiến của bà. Nhưng Đông Đông đang là visual của nhóm, mình cũng đã tập nhiều bài của Đông Đông nữa, làm sao mà hoạt động thiểu bà được. Tôi không có xa Đông Đông đâu. Nè nè, mấy bà sao vậy? Bây giờ tụi mình tập lại, chia lời lại, rồi chọn visual khác. Mấy bà phải biết á, cái chuyện đó không phải là quan trọng nhất. Việc quan trọng nhất bây giờ là tương lai của Đông Đông kìa. Đặt trường hợp mấy bà giống như Đông Đông á thì tôi cũng sẽ luôn ủng hộ mấy bà. Mấy bà hiểu không? Tôi hiểu rồi. Cảm ơn mấy bà nhiều nha. Tôi sẽ đầu quân cho Big Lion. Nhưng mà dù sao đi nữa thì tôi cũng sẽ không quên quãng thời gian đẹp đẽ ở cùng mấy bà đâu. Em. Ủa anh. Uống miếng nước đi. Dạ em cảm ơn ạ. Đang coi tụi nhỏ diễn hả em? Dạ. Em không ngờ là có ngày là em từ người được hâm mộ xong em biến thành người hâm mộ từ nhỏ luôn á. Vậy đó hả? Dạ. Vậy là không biết sư phụ giỏi hay là sư phụ dở vậy? Anh. Tại vì tụi nhỏ tiến bộ nhanh chứ bộ, không phải là tụi mình đâu. Ừ. Nghĩ lại cũng thấy vui ha. Anh với em á là những người đầu tiên chứng kiến nhóm Sắc Màu trưởng thành. Từ cái hồi mới lập nhóm cho tới khi đạt được nút bạc. Thấy tụi nhỏ thành công, anh vui ghê á. Thực ra là em cũng muốn cảm ơn anh từ lâu rồi á. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em, giúp đỡ cho tụi nhỏ càng ngày càng tiến xa hơn. Chỉ vậy thôi hả? Cảm ơn anh đã không bỏ cuộc với em. Ừ. Lúc nào cũng ở bên cạnh em. Ừ. Giúp đỡ em trong cuộc sống. Ừ. Ủa, Bobby. Gì? Làm gì á? Làm cái chuyện đương nhiên phải làm. Thôi đi nha. Đánh tôi không nữa bây giờ. Nếp hả? Tôi run quá à. Yên tâm đi, bà đang làm tốt mà. Trời ơi, tim tôi giờ đập như sắp bị cảnh sát giao thông bắt vậy đó. Bà đừng có lo, có tôi ở đây mà lo cái gì. Bà nhớ phải tỏ ra ngọt ngào, nụng niu nghe chưa. Càng nụng niu con trai mới càng thích á. Anh ta tới rồi kìa. Anh ai chờ Trọng lâu? Ở trong công viên này không có trà sữa nên là Trọng phải đi ngắt tiết kèo kia. Hơi lâu, anh ta thông cảm nha. Vậy hả? Trọng ga lăng quá à. Ủa, mà tại sao tự nhiên hôm nay Anna lại đòi uống trà sữa vậy? Tưởng là Anna thích uống cà phê chứ. Ủa đâu có đâu, trước giờ tôi vẫn thích uống trà sữa mà. Tại mấy hôm buồn ngủ quá nên tôi mới uống cà phê thôi. Chứ bình thường là tôi thích uống trà sữa lắm á. Mấy loại trà sữa mà dễ thương nè, màu hồng nè, có bơ phồng phền đó. Dễ thương lắm, tôi thích lắm. À, giờ mới biết là Anna thích uống trà sữa. Vậy Anna uống đi. Ông ơi, lát uống xong á, ông dắt tôi đi chơi trò bắn súng. Ê, trò gấp thú á, ông gấp cho tôi con bò chăm chỉ đi. Bò chăm chỉ là con gì vậy? Bò chăm chỉ mà ông không biết hả? Là cái con bò mà trong phim Thư Ký Kim á, cái con bò dễ thương á. Ring ring. Trọng không giỏi trò đó lắm, hay là nếu như mà Anna thích á, thì để Trọng mua tặng Anna nha. Thôi, tôi chỉ thích mấy cái món quà mà ông cực khổ kiếm được cho tôi à. Mà Trọng không thích đâu.
sao? Tôi thấy người ta chơi trò đó ai cũng vui mà. Đó là người khác chứ không phải Trọng. Mà nãy Anna bảo đi bắn súng ấy, cái đó được ấy, hay là mình đi nha? Thôi, đi gấp thú đi nha. Nha Trọng, nha gấp thú đi mà. Anna, sau này bà bị sao vậy? Ủa, chứ đây không phải là style mà con trai thích hả? À, Trọng hiểu rồi. Thực ra ấy, style mạnh mẽ hay là dịu dàng thì nó cũng đều có cái hay riêng. Quan trọng là Anna đừng có vì ai mà thay đổi cái tôi của mình. Với cả Trọng thích Anna của trước đây hơn. Thôi Trọng có việc phải lên thư viện. Trọng đi trước nha. Thôi, đừng buông nữa. Thua keo này thì ta bay keo khác. Lần sau tôi nhất định sẽ giúp ba cọ một buổi đi chơi vui vẻ với anh ta luôn. Nếp, tôi xin lỗi. Nhưng mà từ nay ba hãy để tôi tự lo đi. Ủa, ý ba là sao? Ba không sợ rúng trước mặt người ta nữa hả? Có, tôi run lắm. Nhưng mà tôi muốn được thích Đình Trọng theo cách của tôi, bằng chính con người của tôi. Chào mừng tất cả các em đã đến với công ty Big Land. Anh xin tự giới thiệu, anh là Lê Hưng, giám đốc công ty. Còn đây là Vũ Hải, phó giám đốc. Đây là Thành Đạt, sẽ là huấn luyện viên của tất cả các em sau này. À, bây giờ xin mời từng người một chúng ta giới thiệu bản thân của mình. Ok, bắt đầu đi em. Dạ, con chào chủ. Trời đất ơi, làm nghệ thuật mà chú cháu gì? Anh biết lễ phép là một điều rất là tốt, nhưng mà trong nghệ thuật có những vấn đề nó hơi tế nhị. Vì nghệ thuật là nó không có giới hạn tuổi tác. Mặc dù mặt già thiệt nhưng mà em cứ gọi là anh nha. Ok, em tiếp tục đi. Dạ, em chào ba anh ạ. Em tên là Kaka, sở trường của em là nhảy. Đam mê của em là nhảy, sở thích của em cũng là nhảy luôn. Và ngoài nhảy ra thì em có thể làm tốt tất cả các môn khác luôn. Ok. Hey. Rồi tiếp tục, người khác. Dạ, em chào anh. Em là Việt Ngân và sở trường của em là... Em có năng khiếu về kịch câm à? Dạ không phải, sở trường của em là phô sáng, cute, tạo mẫu ảnh ấy ạ. À, ok. Ngoài ra thì em còn có sở trường là hát, nhảy, diễn xuất nữa ạ. Và ước mơ của em là sẽ trở thành một ngôi sao thế giới. Ok, em chắc chắn sẽ trở thành người nổi tiếng. Tiếp tục nào. Dạ, em chào ba anh. Em là Nunu. Ngoài các tài năng như hai bạn này ra thì em còn biết chơi đàn piano nữa. Wow. Em thích hai từ nỗ lực và ghét ai gán cho em hai chữ may mắn lắm. Ngoài đời thì em khá là nghiêm túc, nhưng mà khi mà lên sân khấu thì em sẽ cháy hết mình, cháy nhiệt tình trên sân khấu ạ. Ừ, em tốt đó. Em cố gắng nỗ lực đi, nhất định sẽ gặp may mắn. Em, giới thiệu với mình đi. Em là Đông Đông ạ. Tiếp đi em. Em học ở trường La La. Gì kỳ vậy? Sao giới thiệu cục ngắn cục ngủng vậy? Còn gì nữa không? Anh thấy em phải xem lại băng lên sân khấu của mình đó. Kìa. Không sao, cái chuyện đó không sao, không quan trọng. Chính vì vậy mà Đông Đông mới tìm đến công ty của mình để học thêm, đúng không? Rồi bây giờ nè, anh sẽ dẫn tất cả các em đi tham quan một vòng để khám phá hết studio của công ty mình. Ok. Dạ. Anh Lê Hưng à, tôi thấy con bé Đông Đông á, rõ ràng là nó thua cuộc trong cuộc thi tuyển chọn gì rồi. Với lại phần test năng khiếu nó yếu quá. Vậy mà sao anh chọn nó cho công ty mình vậy? Bởi tôi nói chú nghe, chú không biết gì hết trơn. Trời, tôi làm cái gì là có cái ý của tôi, có lý do hết. Nhưng mà rõ ràng đầu tư vào con bé Đông Đông là sai lầm. Anh thấy không? Với cái năng khiếu của nó, bên mình có đào tạo 10 năm nó cũng không khá lên được. Bởi vậy tôi nói chú không có tầm nhìn xa là đúng rồi. Biết một mà không biết 10, mà lúc nào cũng cầm đèn chạy trước ô tô. Tôi nói chú nghe, một người mà mình có thể lợi dụng được, ngại gì mình không tuyển, đúng không? Ý anh là sao? Con bé đó
tôi thấy nó tâm lý không ổn định, lại rất dễ sai khiến. Riêng bản thân chú, tôi thấy nó làm sao? Dạ, yeah, ngon. Đó, xanh mơn mởn, mới lớn. Đó chẳng phải là cái mỏ vàng cho anh em mình hay sao? Đúng không? Đúng. Dạ Bạch. Trời, uống nước lọc mà chú làm gì uống bia vậy? Chẳng nghĩ đến bên say đất nắng đi không suy nghĩ. Chị vừa mới thấy anh Tùng, quản lý công ty VG đi qua đây nè. Muốn gặp mấy em hả? Dạ, anh nói là muốn tụi em gia nhập vào công ty. Sau khi ban giám khảo chấm điểm bài test của các em, tôi phải nói rằng chúng tôi rất lấy làm tiếc.